Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý các bạn đến với kênh ô tô hay. Vâng, hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe mà rất ít khi bên em mua được. Một chiếc xe khá là chất lượng. Một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2015, nhập khẩu phiên bản số tự động máy 1.0. Bản này thì trang bị rất đầy đủ: phanh đĩa ABS, la răng đúc, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương, túi khí, gương cụp xòe. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Xe còn zin nguyên bản từ thân vỏ nội thất đến máy số. Xe đâu đó chỉ chạy hơn 9 vạn thôi quý các bạn nhé. Sơn xi màu trắng thì bản hatchback quá là đẹp luôn. Một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Dòng xe Hyundai Grand i10 này nổi tiếng là form đẹp, máy móc tiết kiệm và nội thất thì khá là rộng rãi. Xe mang biển kiểm soát 14A33720. Đó, hệ thống đèn đóm này, công nghệ đèn halogen, không độ đẽo gì. Đó, hệ thống đèn đóm của i10 thì khá là sáng quý bạn nhé. Đèn pha, đèn gầm. Ngoài ra thì có cả cảm biến lùi trước và sau. Đó, nguyên bản theo xe quý bạn nhé. Tất cả gương kính, cụp xòe, xi nhan trên gương là nguyên bản theo xe hết. Đó, không có độ đẽo gì lên thêm cả. Hyundai Grand i10 form này có kích thước là tiến tận 3m7, lớn hơn rất nhiều so với dòng xe VinFast Fadin, Kia Morning. Form thì khá là đẹp, hài hòa cả trước cả sau. Xe thì hạn đăng kiểm đến tận tháng 1 2024. Chiếc xe này thì về quý vị các bạn chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi, không cần phải đầu tư bất kỳ một khoản phí nào khác. Bản này trang bị la răng nguyên bản, la răng 15 inch, la răng 14 inch quý bạn nhé. La răng 14 inch, la răng đúc, phanh đĩa ABS, xi nhan tích hợp trên gương. Đó, hạn đăng kiểm dài. Một chiếc xe đó, đây là mở cửa thông minh, lốc cửa tự động. Một chiếc xe còn gần như còn zin nguyên bản. Phải nói chính xác là zin nguyên bản quý bạn nhé. Màn hình Android, SIM 4G, cam hành trình, đề lổ start-stop, khóa điện. Đấy, phiên bản là số tự động, hộp số 4 cấp, hỗ trợ leo dốc đổ đèo, số D cộng trừ. Đấy, khóa điện này, khóa điện 2 chiều quý bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản. Đấy, ghế da còn khá là đẹp, chân lỉ nguyên bản. Phần ốc ếch bản nè đây, chưa là đụng đến Cale Molet. Dòng xe nhập khẩu Ấn Độ. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên. Quý vị và các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình, gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Phần táp ly cánh đây, táp ly 4 cánh đều rất là đều và đẹp. Hệ thống âm thanh của Hyundai Grand i10 là 4 loa, âm thanh khá là hay. Dòng xe nhập này âm thanh rất chất lượng, mà nói chung là dòng i10 này cũng khá là chất lượng. Hàng ghế thứ hai rất rộng và ngửa quý bạn nhé. Đó. Đấy, thảm trải chỗ để chân đây, rộng thênh thang luôn. Mẫu xe này thì chị em mua về. Chị em thì sử dụng chiếc xe này thì khá là phù hợp. Hatchback nhỏ gọn, xinh đẹp và tiết kiệm nhiên liệu. Đi đường quanh ngõ hẹp đều rất là ok. Đi đô thị là tuyệt vời luôn. Hệ thống công nghệ đèn halogen cả trước cả sau. Đèn đóm khá là đẹp. Hệ thống cảm biến lùi cả trước cả sau. 4 mắt cảm biến phía sau và 2 mắt cảm biến phía trước. Đây, phần cốp đây khá là rộng nhé. Trong cái phân khúc hatchback này thì không có một chiếc xe nào có thể so tài về cái phần khoang cốp này với Hyundai Grand i10 các bạn ạ. Nó rộng thênh thang. Đấy, phần đinh tán máng nước này. Đó, phào chỉ đây. Đấy, tất cả còn zin nguyên bản, không đâm xô tai nạn ngập nước gì cả. Vâng, hiện tại thì chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2015, nhập khẩu phiên bản
số tự động máy 1.0. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 309 triệu đồng. 309 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Đó, gầm bệ chắc chắn không nghe mùng mọt gì cả. Đó. Hệ thống đèn đóm này. Bình xăng của Hyundai Grand i10 là 43 lít. Là răng đúc 4 bánh. Hệ thống sơn xi căng mọng, không một vết muỗi cắn nào luôn. Chiếc xe này thì đảm bảo chất lượng cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc cân đối về giá và xuống tiền em nó thôi. Đấy, nếu quý vị các bạn đang có cái tầm tiền này rồi thì chốt ngay em này cho em. Đấy, rất ít khi mà có được một chiếc xe chất lượng và cái tầm giá nó cũng khá hợp lý. Đó. Nếu cái tầm giá 300 cộng thì quý vị bạn phải thêm khoảng 450 triệu nữa thì mới có thể sở hữu được một chiếc xe phiên bản tiêu chuẩn số sàn. Đó, trong khi đó với cái tầm giá như vậy, quý vị bạn đã sở hữu một chiếc Hyundai i10 nhập khẩu zin nguyên bản số tự động màu trắng chuẩn bài hatchback luôn. Hiện tại thì cái thời điểm mà kinh tế phát triển như này thì cái nhu cầu phát triển, cái nhu cầu đi lại phục vụ công việc cũng như đi chơi đi du lịch khá là nhiều. Một chiếc xe đi lại tránh mưa tránh rét rồi đi lại thì riêng tư và chủ động bất kỳ ngày hay đêm, và nó rất là tiện, rất là nhanh, không mệt mỏi. Chiếc xe gần như là một ngôi nhà di động nhỏ. Trên xe cũng có đầy đủ hết các thứ, điều hòa không khí, rồi giải trí, rồi có thể ngủ trên xe. Trừ người lái thôi quý bạn nhé, người lái không được ngủ đâu quý các bạn. Đó. Bản này thì trang bị gần như là full option. Phím bấm vô lăng này. Đó. Tăng giảm âm lượng, chuyển bài, tắt tiếng. Ngoài ra thì dòng xe này thì có chế độ eco, tiết kiệm nhiên liệu nữa. Khi các bạn di chuyển thì nó sẽ báo. Gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Cái này khi quý bạn ra ngoài bấm khóa nó tự cụp nhé. Cảm biến lùi. Đó. Đây là phần táp ly cánh đây. Đó. Cực kỳ là đẹp. Dòng xe này âm thanh rất hay các bạn nhé. Nhưng mà vì lý do bản quyền, em không test âm thanh cho quý bạn được. Âm thanh chất lượng cao luôn. Màn hình DVD mà chạy MP4, MP3 nét căng. SIM 4G. Đó, cam lùi, góc rộng. Điều hòa cơ, điều hòa hai chiều, xây khung, xây kính đầy đủ. Dòng Hyundai này điều hòa thì khá là khỏe. Nó để cái chế độ quạt gió rất là to. Phần hộc để đồ đây, khá là rộng rãi nhá. Cửa số đây. Đó, hộ số thẳng, dùng như nãy chuyển số. Đấy. Ngoài ra thì còn D cộng trừ ở đây nữa. Đó, số 1 này, số 2 này. Đó, nó tùy vòng tua nó sẽ đẩy số lên. Còn bình thường đường bằng thì đi số D thôi. Hộc để đồ đây, rất nhiều. Chủ xe thì chế thêm cái độ tì bộ bệ tì tay vào đây nhé. Đây, bản thân của nó không có. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý các bạn. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý các bạn xem. Xi nhan rất là đẹp. Sơn xi trắng muốt. Đây, phần đèn đóm này. Đó. Đấy, dòng xe Hyundai Grand i10 này, nhà thiết kế cái hệ thống đèn mặc dù halogen thôi nhưng rất sáng các bạn nhé. Yên tâm luôn. Không sợ
phải mò mẫm trong đêm. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2015 phiên bản số tự động máy 1.0. Đó, máy số còn zin nguyên bản. Đấy, phần keo đôi chuột đây các bạn nhé. Đó, zin nguyên bản. Máy móc khô ráo sạch sẽ, máy nổ êm. Hyundai Grand i10 thì trang bị động cơ Capa 1.0 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó khoảng 6 lít đường hỗn hợp cho phiên bản số tự động. Đấy, đó là mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế các bạn. Đấy, chủ xe còn cho cả mỡ bò ở đây để chống chuột này. Đấy, phần ốc áp bản lề đây, vuông đét, chưa bao giờ đụng đến cà lê và lết. Phần phào chỉ đây, chiếc xe khá là chất lượng. Thực ra thì chủ xe là giáo viên nên đi là khá là ít. Chiếc xe còn rất đẹp. Đó, ốc ếch này. Phía dưới đây là cụm chi ABS, phanh nĩa ABS chống bó cứng chống trơn trượt. Đấy, thì chỉ trên những cái chiếc xe bản đủ hoặc phiên bản số tự động thì mới có ABS thôi. Đấy, phiên bản tiêu chuẩn thì không có các bạn nhé. Đó, logo Hyundai 14A33720. Vâng, một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2015 nhập khẩu phiên bản số tự động máy 1.0. Xe có tình trạng là zin nguyên bản. Mang biển kiểm soát 14A33720. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 309 triệu đồng. 309 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe liên hệ trong Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe lái thử. Vâng, xin để kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.